công nghiệp hỗ trợ thực hiện sản xuất nguyên vật liệu phụ kiện, phụ tùng linh kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất chế biến lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng. Với những cơ chế chính sách phù hợp trong những năm qua đã giúp cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh tiếp cận gần hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ được xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Việt Nam và của tỉnh Ninh Bình nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng là xu hướng phát triển phù hợp trong bối cảnh hội nhập và phát triển sâu rộng vào toàn cầu. Theo khảo sát của công ty RIT Tradex Thái Lan, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị toàn cầu. Các công ty tập đoàn lớn của nước ngoài đã thiết lập nhiều nhà máy chế tạo và lắp ráp tại Việt Nam. Điều đó chứng tỏ họ kỳ vọng vào việc cắt giảm chi phí vận chuyển và rủi ro. Vì thế, nó sẽ tạo cơ hội lớn cho các nhà cung cấp phụ tùng trong nước phát triển sản xuất. Đối với tỉnh Ninh Bình cũng có nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Để tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1751 ngày 15 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nghị quyết số 07 ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành về tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Mục tiêu là tập trung vào các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ cho các ngành sản xuất công nghiệp thế mạnh của tỉnh như sản xuất, lắp ráp ô tô, điện tử, may mặc, giày dép, cơ khí và thông qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước có cơ hội áp dụng tham gia các hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành, từ đó giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, tạo động lực lớn thúc đẩy tăng trưởng các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh và từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới, hoàn thiện dây chuyền sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, những cái công nghệ tiên tiến. Tiếp nữa là tiếp cận với các cái gói tín dụng ưu đãi để cho các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển. Thì đó là những cái thuận lợi tạo cho các cái doanh nghiệp tiếp cận tham gia vào cái chuỗi sản xuất. Và hiện nay thì tỉnh Ninh Bình của chúng ta cũng đã hình thành được một số cái mảng sản xuất công nghiệp hỗ trợ đã tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu. Là đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm camera module dành cho điện thoại, ô tô và bàn phím màn hình chính nhận diện vân tay, công ty này đã được tỉnh tạo điều kiện về mặt bằng, được miễn giảm tiền thuê đất trong 5 năm đầu. Nhờ đó mà doanh nghiệp có nguồn lực để ổn định và phát triển sản xuất. Từ những ngày đầu chỉ có một xưởng sản xuất với 3.000 công nhân, đến nay đã mở rộng lên 2 xưởng với trên 6.300 công nhân, mỗi năm sản xuất và xuất khẩu hơn 180 triệu sản phẩm. Khi vào Ninh Bình đầu tư từ năm 2010, chúng tôi được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản trong một năm. Đơn giá thuê đất hàng năm được tính tỷ lệ tiền thuê đất ở mức thấp là 0,5% trong 5 năm. Với sự hỗ trợ này đã giúp cho doanh nghiệp có nguồn lực để đưa vào sản xuất ổn định những ngày đầu. Và chúng tôi đã có bước phát triển những năm về sau để cung ứng sản phẩm cho nhiều hãng điện thoại nổi tiếng như Samsung hay xe ô tô. Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ tùng, linh kiện, bán thành phẩm ngay trên địa bàn tỉnh đã giúp cho các ngành có thế mạnh của tỉnh chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào với chi phí thấp, giá thành phù hợp, nhất là trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay. Việc nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài khó khăn và mất nhiều thời gian. Ở doanh nghiệp này, trước đây việc sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhập khẩu linh kiện phụ tùng từ nước ngoài, mất nhiều thời gian và chi phí vận chuyển. Trong vài năm trở lại đây, đã có những doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô phát triển ngay trên địa bàn tỉnh, sản xuất ống xả, cần gạt nước, đã giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn rất nhiều trong sản xuất. Thực tế thì khi mà cái ngành công nghiệp phụ trợ đi theo cái ngành công nghiệp mũi nhọn là sản xuất ô tô ấy, thì cái ngành sản xuất ô tô sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Cái thứ nhất là cái về cái việc mà lựa chọn nhà cung cấp đối với các trang thiết bị
và các vật tư linh kiện nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn trong nước hơn và sẽ giảm bớt được cái giá thành so với là chúng ta phải nhập từ nước ngoài. Khi mà chúng ta chọn nhà cung cấp trong nước, việc lưu kho và vận chuyển sẽ dễ dàng hơn. Như trước đây thì chúng ta phải dự trù và đặt vật tư linh kiện nước ngoài cách khoảng 2 đến 3 tháng bởi vì vật tư đi đường biển. Nhưng bây giờ thì chúng ta chỉ cần khoảng 1 tuần thôi thì vật tư linh kiện sẽ về tới nhà máy. Thực tế cho thấy, hiệu quả từ việc triển khai các chương trình công nghiệp hỗ trợ của tỉnh trong thời gian qua đã giúp các doanh nghiệp đứng vững trên thị trường, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu cho các tập đoàn lớn trên thế giới. Thống kê ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển trong những năm gần đây, góp phần vào sự tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 11 tháng của năm 2021 đạt trên 90.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp hỗ trợ chiếm gần 20%. Khi đầu tư tại tỉnh Ninh Bình với ngành nghề sản xuất linh kiện điện tử cung cấp cho tập đoàn Samsung, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm tạo điều kiện từ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, các sở ngành. Hoạt động trong cụm công nghiệp Gia Vân có hệ thống giao thông thuận lợi, có thể nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa nhanh chóng, các thủ tục giấy tờ đầu tư hay xuất nhập khẩu được làm khá thuận tiện. Qua 5 năm hoạt động, chúng tôi đã hoàn thiện xây dựng 2 nhà xưởng với 500 công nhân. Sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ đã góp phần tạo ra một đội ngũ công nhân lao động lành nghề, tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ hiện đại. Việc làm thu nhập của công nhân ở các doanh nghiệp lĩnh vực này được duy trì ổn định ở mức cao. Dạ vâng, tôi là làm việc ở đây được hơn 5 năm rồi ạ. Có những cái ưu đãi về vấn đề mức lương và thưởng năm nào cũng sẽ tăng lương đều. Theo tay nghề thì mình sẽ khỏi vấn đề xe, dòng xe mà mới ra thì sẽ phải đi đào tạo rất là các tháng trước là khi trước khi xe được ra chuyển sẽ học hỏi ạ. Khi người lao động vào thì luôn luôn sẽ có những hoạt động để đào tạo, nâng cao tay nghề cũng như là kiến thức chuyên môn xử lý vấn đề cho người lao động. Và hàng quý thì sẽ diễn ra một buổi tổ chức là đào tạo cho người lao động. Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan, ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh vẫn chưa phát triển như kỳ vọng. Số lượng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh còn ít, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năng lực sản xuất và quản lý đã được cải thiện nhưng còn nhiều hạn chế. Việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn ở mức độ thấp. Nguyên nhân được cho là chưa có được nguồn lao động chất lượng cao, hạ tầng vẫn còn có khâu chưa được đồng bộ. Sản xuất mặt hàng linh kiện điện tử với hệ thống máy móc hiện đại, chúng tôi cần có một đội ngũ kỹ sư chất lượng cao. Nhưng ở địa bàn tỉnh Ninh Bình, việc tuyển dụng nhân lực chất lượng cao là khá khó khăn. Về hạ tầng thì còn khâu cung ứng điện sản xuất vẫn còn hay gặp sự cố, gây thất thoát trong sản xuất. Chúng tôi đề nghị việc cung cấp điện sản xuất được cung cấp đầy đủ, không để xảy ra sự cố mất điện đột xuất và mong muốn tỉnh có chính sách đào tạo tại chỗ nguồn lao động này để đáp ứng công việc. Tiềm năng phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các ngành có tiềm năng xuất khẩu như điện tử, dệt may, da giày, lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Để phát triển ngành này thì cần một lộ trình dài hơi, trong đó chú trọng vào 4 yếu tố quan trọng là nguồn nhân lực, công nghệ, tài chính và hệ thống phân phối. Các sở ban ngành của tỉnh cũng đang tập trung triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào các nội dung như hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và hoàn thiện, đổi mới công nghệ, hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm, trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng cơ sở dữ liệu về các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển, tạo điều kiện doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh chóng để phân tích, đánh giá, định hướng lựa chọn ngành nghề. Chúng ta tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những cái cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương để cho cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt được và tiếp cận với các cái chính sách đó. Phải đào tạo một cái đội ngũ nhân lực, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề, công nhân có tay nghề cao. Với nhiều cái sản phẩm công nghiệp hỗ trợ người ta yêu cầu, bây giờ người ta chuyển sang cách mạng 4.0 hoặc là các cái công nghệ rất cao thì yêu cầu đòi hỏi của cái người
quản lý của cái người điều khiển cái máy móc thiết bị đó cần phải có trình độ tương đối cao. Cái lao động phổ thông bình thường chắc chắn là rất là khó làm việc. Thực tế cho thấy, khi có chính sách và chiến lược phát triển hợp lý, sẽ khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp nâng cao năng lực sản xuất cũng như của mỗi doanh nghiệp trên thị trường, qua đó góp phần vào sự tăng trưởng ổn định của toàn ngành công nghiệp trong thời gian tới đây.